Xin chào anh chị các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đẹp Đăng Dương. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Tôi là Đăng Dương, nhà môi giới bất động sản. Trong video hôm nay thì Dương sẽ cùng với anh chị và các bạn trao đổi về ba quận huyện của Hải Phòng, đấy là An Dương, Dương Kinh và Đồ Sơn. Tại vì sao lại có video này? Bởi vì có không dưới 5 anh chị đã comment hỏi Dương là có nên đầu tư đất Dương Kinh không, có nên đầu tư Đồ Sơn không, có nên đầu tư An Dương không. Và An Dương thì cao, Dương Kinh thì thấp, Đồ Sơn thì thấp, chọn cái nào? Nói chung là rất là nhiều câu hỏi. Thế thì tổng hợp tất cả cái điều đấy lại, và hôm nay Dương sẽ cùng ngồi đây và trò chuyện với chị và bạn về bất động sản của ba quận huyện này. Thì Dương sẽ đi từng quận huyện và sẽ đi theo từng cái mục một. Đầu tiên, nếu mà xác định là đầu tư thì chúng ta có lẽ phải quan tâm đến những cái ưu nhược điểm của từng quận huyện đấy. Trước hết là An Dương. An Dương thì ai cũng biết là một huyện có cái lượng, theo Dương đánh giá là có lượng công nhân nhiều nhất, tập trung nhiều nhất tại Hải Phòng. Và An Dương thì có một cái thế mạnh, đấy chính là diện tích của An Dương thì khá là rộng, có thể là còn rộng hơn cả Dương Kinh và Đồ Sơn. Cái này thì Dương cũng không chắc nhá, nếu anh chị nào biết thì có thể comment ở bên dưới. Cái ưu điểm của An Dương là có những cái khu công nghiệp tập trung nhiều người ở ngoài tỉnh cũng như ở Hải Phòng, ở ngoài thành phố cũng như ở trong thành phố đến làm việc tại các khu công nghiệp như là LG, Tràng Duệ, Lumura. Và bản thân bất động sản ở An Dương ấy thì cũng đã phát triển từ 3 năm trở lại đây rồi, chứ không phải là đến bây giờ. Do đó thì nhiều anh chị cứ hay thắc mắc rằng bây giờ sao giá bất động sản của An Dương lại cao như vậy. Đấy là cái lý do, bởi vì là An Dương, bất động sản An Dương đã phát triển cách đây 3 năm cho đến bây giờ, và cái nhu cầu ở An Dương thì cũng khá là lớn. Tuy nhiên thì An Dương có một cái nhược điểm như này, đó chính là con đường Nguyễn Văn Linh. Con đường Nguyễn Văn Linh ấy thì có phần cản trở cái sự giao thông từ bên nội thành thành phố, từ bên những cái gọi là ví dụ như bên bên Lê Chân này, bên Hồng Bàng, Ngô Quyền các thứ, mà sang bên An Dương là phải đi qua con đường Nguyễn Văn Linh thì nó có phần bất tiện. Đấy là một cái nhược điểm của An Dương. Còn xét về quận Dương Kinh đi, ưu điểm của Dương Kinh thì là rất gần với nội thành, rất gần với phố. Dương Kinh thì chỉ cần đi qua hai cây cầu, một là cầu Rào 1 đang chuẩn bị làm lại rồi, và hai là cây cầu Rào 2. Đấy. Thì bản thân Dương cũng ở Dương Kinh, và Dương cũng thấy rằng bất động sản ở Dương Kinh hiện tại bây giờ ấy là cũng đang được nhiều anh chị quan tâm và đã bắt đầu làm những cái dự án phân lô bán nền cách đây 2 năm rồi, tức là chỉ sau An Dương khoảng chừng 1 năm thôi. Thì cái ưu điểm chủ yếu mà Dương thấy của Dương Kinh đấy, thứ nhất là cái việc về vị trí là nó gần với lại trung tâm thành phố, cái việc đi lại thuận tiện, chỉ cần qua hai cây cầu là vào được trong trung tâm thành phố rồi, nhất là bây giờ đường Hồ Sen cầu Rào 2 chuẩn bị thông nữa thì cái việc di chuyển của Dương Kinh nó càng thuận tiện. Và một cái ưu điểm nữa đấy là chân đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì lại nằm ở quận Dương Kinh. Đó, như vậy là những cái tuyến giao thông từ Hà Nội, từ Hưng Yên, từ Hải Dương hoặc là thậm chí từ Quảng Ninh thì đều có thể xuống tại điểm là 353 của quận Dương Kinh. Đấy là một cái ưu điểm. Còn cái nhược điểm của Dương Kinh là Dương Kinh thì có một cái này, nó đi vào tiềm thức, nó khiến cho nhiều người e ngại, lo sợ khi mà đầu tư, đó là Nghĩa Trang, Ninh Hải. Tuy nhiên thì Dương thấy rằng thậm chí là một số anh chị ở tận trên Hà Nội về cái khu gọi là khu 5 Anh Dũng ấy để đầu tư, mà cái khu 5 Anh Dũng thì nó nằm ngay sát là Nghĩa Trang, Ninh Hải luôn. Bản thân Dương, trên cái quan điểm của Dương thì Dương không thích đầu tư cạnh Nghĩa Trang, nhưng mà một số anh chị thì không có ngần ngại gì cái việc đấy. Thì đây nó chỉ là cái mang tính chất là tập quán thôi, có người thích, có người không, tùy vào quan điểm của mỗi người. Và có một cái nữa, cái ưu điểm nữa của Dương Kinh mà vừa nãy Dương cũng chưa có nhắc đến, đấy là về cái phần khu công nghiệp. Ở Dương Kinh thì cũng có một số các khu công nghiệp, nhưng mà là những khu công nghiệp nhỏ thôi, nó không lớn và nhiều được như như là bên An Dương. Đó. Thì có lẽ là cái nhược điểm lớn nhất của Dương Kinh đó là Nghĩa Trang, Ninh Hải. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta đi sang câu chuyện trao đổi về
đồ sơn đi. Đồ Sơn thì trước giờ nói Đồ Sơn thì ai cũng nghĩ đến là một cái khu du lịch biển của Hải Phòng. Đó, chứ cũng chẳng ai nghĩ đến việc là đầu tư bất động sản, nhất là đất nền ở Đồ Sơn. Đồ Sơn thì trước kia cũng có những cái dự án ví dụ như Him Lam rồi BRG. Tuy nhiên thì cũng hiện tại thì cũng đã dừng lại, và cả FLC nữa, một số thông tin FLC nhưng mà đều dừng lại hết rồi, chưa có thông tin gì mới. Nhưng mà thời điểm gần đây, khoảng chừng 1 năm trở lại đây, và cụ thể là khoảng tầm 6-7 tháng trở lại đây ấy, thì nhiều anh chị đã có những cái sản phẩm phân lô bán nền, và về truyền thông thì cũng nhiều người bắt đầu quan tâm đến đất nền của Đồ Sơn. Thì cái ưu điểm của Đồ Sơn thì đấy là một khu du lịch là cái ưu điểm của Đồ Sơn. Và Đồ Sơn thì hiện giờ cũng có khu công nghiệp, nhưng mà Dương thấy rằng khu công nghiệp của Đồ Sơn thì cũng chưa có quá lớn. Cái nhược điểm của Đồ Sơn đấy là nó, nếu mà xét về cái việc gọi là sử dụng để ở ấy, thì nó quá xa với nội thành thành phố, quá xa. Từ Đồ Sơn mà về nội thành thì chắc khoảng tầm 20 km. Nên nếu như anh chị nào mà làm việc ở trong nội thành mà xác định muốn ra ngoài ngoại thành mua một cái lô đất để an cư lập nghiệp, để đi vào trong phố làm việc có tiện ấy, thì chắc có lẽ là không ai chọn Đồ Sơn, bởi vì cái việc đi lại nó quá vất vả. Có thể, rất có thể là sẽ lựa chọn Dương Kinh hoặc là An Dương. Đó, thì Đồ Sơn cái ưu điểm đấy là một quận du lịch. Và cái ưu điểm nữa là giá đất của Đồ Sơn vẫn còn đang rẻ. Nhưng cái nhược điểm ấy là nó sẽ di chuyển khá là xa về trung tâm thành phố. Thì đấy là cái phần đầu tiên của video này, là Dương muốn chia sẻ về những cái ưu nhược điểm của ba quận huyện mà Dương có đề cập ở đây. Thì nếu anh chị mà còn thấy những cái ưu nhược điểm nào khác của Đồ Sơn, Dương Kinh và An Dương thì có thể comment ở bên dưới. Đây là một video mang tính chất chia sẻ và bàn luận, chứ không mang tính chất là giáo dục. Nên là anh chị hoàn toàn thoải mái có thể comment ở bên dưới, Dương sẽ đọc hết các comment và trả lời anh chị các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề là về giá cả và lợi nhuận. Thì đầu tư thì có lẽ chúng ta nên quan tâm đến cái vấn đề lợi nhuận trước, sau đấy thì mới đến giá cả. Thì có anh chị đã hỏi Dương như này: sao mà anh thấy bây giờ đất An Dương cao quá, liệu có đầu tư được hay không? Đó, cái câu hỏi đấy thì thực ra với một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì rất có thể người ta sẽ không hỏi câu hỏi đấy, mà người ta sẽ hỏi rằng liệu còn có lợi nhuận ở An Dương nữa hay không. Đấy, người ta quan tâm là lợi nhuận chứ không phải là giá. Ví dụ giá ở trung tâm quận Lê Chân bây giờ có những vị trí 100 triệu, hơn 100 triệu một mét vuông mặt đường, hoặc là 3-40 triệu một mét vuông, nhưng mà tại sao vẫn có người đầu tư? Bởi vì người ta biết rằng người ta vẫn có lợi nhuận, người ta biết rằng cái giá thị trường là 40 triệu nhưng người ta mua chỉ có 36-37 triệu thôi, thì đó là người ta đã có lợi nhuận rồi. Nên là cái câu chuyện là không phải là giá cao hay giá thấp có đầu tư được hay không, mà phải là còn có cơ hội tăng lợi nhuận nữa hay không. Đấy, thì nếu mà xét về mặt bằng giá nhá, thì An Dương là mặt bằng giá cao nhất so với hai quận còn lại. Đấy, An Dương là sẽ giá cao nhất này, sau đấy thì đến Dương Kinh này, sau đấy thì đến Đồ Sơn. Đó là cái đánh giá khách quan ở Dương như thế. Và cái giá này nó so sánh là theo cái gì? Theo các tuyến đường. Tức là ví dụ một tuyến đường ở An Dương cũng như vậy, cũng lòng đường 6m, so với một tuyến đường ở Dương Kinh cũng như vậy, cũng lòng đường 6m, thì có thể cái giá ở bên An Dương nó sẽ cao hơn ở bên Dương Kinh, và ở bên Dương Kinh sẽ cao hơn ở Đồ Sơn. Dương cũng mới có nghe nói là cách đây mấy ngày thì cũng có một cái dự án đấu giá ở Đồ Sơn đấy, và giá thì cũng chỉ dưới 10 triệu một vuông thôi. Đấy, cái mức giá thì nó cũng khá là rẻ, khá là hợp lý. Tuy nhiên thì bàn về cái câu chuyện giá này thì phải đi vào cái vấn đề là cái biên độ lợi nhuận còn hay không. Thì dựa vào đâu để mà chúng ta biết được rằng có biên độ lợi nhuận hay không? Thì theo Dương nghĩ có hai cái để mà chúng ta sẽ dựa vào để biết là còn biên độ lợi nhuận hay không. Cái thứ nhất đấy là cái sự phát triển cơ sở hạ tầng, cái sự thay đổi về dân số, gia tăng dân số nó có hay không. Thì tại sao bất động sản ở An Dương lại được phát triển trước hai quận còn lại? Bởi vì sao? Bởi vì bản thân An Dương là có một cái sự gia tăng về dân số lớn hơn so với những cái quận huyện còn lại. Và cái dân số đấy ở đâu? Đấy chính là những cái người mà người ta làm trong các khu công nghiệp,
các chuyên gia nước ngoài, rồi các công nhân Việt Nam. Thì đấy chính là một cái mà thúc đẩy về cái nguồn nhu cầu về chỗ ở, thì đó cũng là cái lý do mà làm giá bất động sản tăng lên. Đấy. Thì nhưng mà ở Dương Kinh này, ở Đồ Sơn này cũng có khu công nghiệp nhá. Nhưng mà cho dù là hai quận huyện đều có khu công nghiệp, nhưng mà cái điều quan trọng ấy là cái khu công nghiệp đấy nó như thế nào thì nó cũng quyết định đến cái người công nhân như thế, và cũng quyết định đến cái việc chi tiêu của người công nhân như thế nào cho bất động sản. Thì theo Dương nghĩ là những người công nhân, những người chuyên viên ở An Dương ấy, thì người ta mức bình quân, có thể có những người chuyên gia người ta có mức thu nhập cao hơn so với cái mức công nhân phổ biến của Dương Kinh hay là của Đồ Sơn, thì do đó người ta cũng sẽ có nhiều tiền hơn, nhiều cơ hội hơn để mà mua nhà hoặc là mua đất ở bên An Dương. Đó là cái lý do tại sao An Dương giá lại cao hơn, đúng không? Ví dụ như chúng ta có thể nhìn là trong vòng 3 năm nay rất là nhiều những anh chị về An Dương xây dựng lên những cái căn nhà xây kinh doanh, và Dương cũng đã có trao đổi với các anh chị ấy, thì được biết rằng ấy, cái lượng khách chủ yếu là ở các tỉnh thành khác, ví dụ như Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, hoặc đặc biệt nhé, đặc biệt là Tiên Lãng và Vĩnh Bảo. Tiên Lãng và Vĩnh Bảo là hai huyện của Hải Phòng, và di chuyển ra An Dương cũng khá là dễ dàng và thuận tiện. Đấy, và An Dương thì còn có cả cái con đường gọi là con đường 10. Con đường 10 thì nó kết nối với những cái địa điểm mà Dương vừa nói ấy, nó sẽ thuận tiện hơn là những cái quận huyện là Dương Kinh hay là Đồ Sơn. Đó, thì đấy là lý do tại sao mà giá đất ở An Dương nó lại cao hơn, và nó lại được bất động sản của An Dương nó được phát triển trước Dương Kinh và Đồ Sơn. Thì cũng là khu công nghiệp, nhưng mà khu công nghiệp ở bản thân Dương ở Dương Kinh ấy, thì Dương thấy rằng khu công nghiệp ở Dương Kinh ấy, cái người lao động ấy, cái mức thu nhập của người ta nó thấp hơn hẳn so với ở bên An Dương. Thậm chí là bây giờ là rất là nhiều những cái công ty đấy, họ tuyển toàn dân tộc về họ làm thôi. Toàn dân tộc về làm, toàn những bà búi tóc cao như này. Đấy. Thì những cái người đấy, người ta có làm ấy, thì người ta, cái thu nhập của người ta nó cũng thấp, chỉ khoảng tầm dưới 6 triệu một tháng. Nhiều lắm thì 8 triệu một tháng. Và người ta có làm được bao nhiêu ấy, thì cái tiền ấy, người ta cũng sẽ mang đấy, cái tiền đấy người ta mang về quê người ta. Chứ ít ai sẽ nghĩ đến việc là ở lại đây, đúng không? Rất là ít dân tộc mà họ không ở lại đây đâu. Chỉ có những người từ Tiên Lãng, Vĩnh Bảo ra ngoài này thì người ta mới xác định người ta ở đây, hoặc là từ ở Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình thì người ta ở đây. Và người ta đã ra ngoài này thì người ta phải làm ở những cái khu công nghiệp nó quy mô lớn, những cái công ty của nước ngoài giống như là LG chẳng hạn, thì cái mức thu nhập của họ nó mới tốt, thì họ mới giữ chân được họ ở đây. Thì đấy là lý do tại sao mà họ chọn An Dương. Chứ còn nếu mà để mà bám vào khu công nghiệp ấy, thì cả Đồ Sơn và cả Dương Kinh ấy, cái mức thu nhập của người công nhân nó không lớn, nên là chỉ trông chờ vào cái gọi là cái tiêu dùng của người công nhân cho bất động sản ấy, thì có lẽ là sẽ không đủ. Tại sao Dương phải phân tích vào cái vấn đề tiêu dùng? Bởi vì ấy, suy cho cùng ấy, một cái bất động sản ấy, nó phải đến tay được người tiêu dùng thì nó mới tăng giá được. Còn cái câu chuyện là nhà đầu tư này bán cho nhà đầu tư khác thì Dương sẽ phân tích ở phần sau. Đó, thì ở cái điểm này là đã thấy rằng An Dương có nhiều cái thế mạnh hơn. Còn ok, bây giờ An Dương đang giá đang cao, đúng. Nhưng mà với An Dương ấy, thì Dương cũng có nghe nói là sắp tới còn có những cái khu công nghiệp khác tiếp tục về An Dương. Như vậy đồng nghĩa việc là vẫn có việc gia tăng dân số, vẫn có việc gọi là thay đổi về cái nhu cầu chỗ ở. Đó, nên là có thể An Dương vẫn tiếp tục phát triển. Và nhắc lại mọi người là chúng ta nên suy nghĩ xem là biên độ lợi nhuận nó còn hay không, chứ không phải là giá đã cao hay chưa. Đó. Nhưng mà có một số anh chị ấy thì không đủ tiền mua ở An Dương, vậy thì bắt buộc chúng ta phải lựa chọn một chỗ khác. Và Dương Kinh cũng như Đồ Sơn sẽ là những cái vị trí mà các anh lựa chọn, thì đấy là đúng thôi. Thì đó là cái câu chuyện về giá cả nhé. Thì tổng kết lại cái ý cái này ấy, là hiện giờ giá của An Dương thì cao hơn Đồ Sơn, cao hơn Dương Kinh. Tuy nhiên ấy, cái biên độ lợi nhuận thì chưa biết là ai hơn ai, vì nó còn phụ thuộc vào cái mức độ hấp thụ cái bất động sản đó. Đấy. Rồi, tiếp theo sẽ là cái phần thứ ba, đấy là đầu tư thế nào với ba cái thị trường này. Thực sự là Dương cũng
không chưa hình dung được là phải đầu tư thế nào đâu. Ở đây chỉ là một cái góc nhìn thôi. Và Dương quan sát những người bạn Dương đầu tư, những người khách hàng của Dương đầu tư, và Dương chia sẻ cái đấy lại cho chị và các bạn. Còn đúng sai nào thì chị các bạn cứ comment ở bên dưới, Dương sẵn sàng lắng nghe và trả lời mọi người. Thì Dương thấy rằng ấy, nhiều anh chị là bắt đầu là đầu tư từ nội thành này, sau đấy nội thành giá lên cao, biên độ lợi nhuận không còn nhiều thì rời sang An Dương. Và câu chuyện là An Dương họ cũng đã có những cái tài sản ở đó rồi, cũng đầu tư ở đó rồi, và họ tiếp tục tìm kiếm những thị trường mới. Đấy là Dương Kinh và sau đấy là Đồ Sơn. Thì đấy là những cái người đi đầu, họ là những người đi đầu. Mà nếu mà ở một cái tầm nhìn rộng lớn hơn thì người ta hay gọi họ là cá mập, nhưng mà ở Hải Phòng nhỏ quá gọi cá mập thì nó cũng hơi bị vĩ đại. Nhưng mà có thể hiểu như thế, tức là họ sẽ là người đi đầu về cái thị trường đấy, họ phân lô ra và họ hô hào, họ kêu gọi những nhà đầu tư khác. Họ là F0 và sẽ có F1. Khi mà F1 vào mua rồi thì F1 muốn có lời thì F1 lại phải thu hút thêm F2, và như vậy F2 muốn có lời phải thu hút thêm F3, và cứ như vậy thì nó thành một cái chuỗi cho đến khi nào mà chạm vào đến tay người tiêu dùng thì thôi. Vậy thì khi mà anh chị và các bạn đầu tư ấy, anh chị bạn phải tính toán xem là mình sẽ là ai trong cái chuỗi giá trị đấy. F0 thì chưa chắc anh chị đang ngồi xem video này đấy, F1, F2, F3 thì anh chị phải biết là mình đang ở vị trí nào, và phải biết nữa là nó có cái tiềm năng phát triển thay đổi về cơ sở hạ tầng hay không, thay đổi về con người hay không, rồi là cái giá này nếu như đến tay người tiêu dùng thì nó có quá đắt hay không, và liệu có người nào về đây ở hay không. Như vừa rồi Dương phân tích ấy, đấy là Đồ Sơn ấy, thì liệu có ai về đây ở hay không. Nếu mà người công nhân thì có lẽ là không, nhưng có một cái đối tượng này sẽ có, đấy là những cái người lớn tuổi, người ta thích về ở gần biển. Ví dụ như bản thân Dương cũng đang có một khách hàng nhờ tìm một cái căn nhà ở khu vực Bàng La hoặc là Suối Rồng, bởi vì đơn giản bởi vì là lớn tuổi rồi, thích ở gần biển, thích có muối không khí, và gọi là muối và không khí của biển nó sẽ làm tốt cho xương khớp đấy, Dương nghe nói thế. Nhưng mà cái đối tượng khách hàng nó sẽ rất là ít thôi, nó không nhiều, nó không đủ để hấp thụ được. Và để mà cái giá bất động sản nó tăng ấy thì nó phải có một cái dự án nào đấy, một là phải có một dự án thay đổi hoàn toàn cái cơ sở hạ tầng hoặc một cái chính sách gì đấy. Ví dụ như hôm vừa rồi cũng có một anh ấy gọi điện cho Dương, anh ấy để trao đổi về cái vấn đề là tại sao anh em mình không làm một cái video để mà chúng ta gọi là nêu ra cái ý tưởng là một cái khu hình thành nên gọi là Dương Kinh, Đồ Sơn với Kiến Thụy, hình thành như một cái khu gọi là khu gọi là gì nhỉ, gọi là một cái khu kinh doanh dịch vụ mà theo kiểu miễn thuế gì đấy. Đấy thì trừ khi là phải có cái điều như thế nó xảy ra, nhưng mà để xảy ra cái điều đấy thì thực sự rất là khó. Vậy thì nếu mà chúng ta đầu tư ở những cái thị trường đấy, chúng ta phải biết rằng chúng ta là những nhà đầu tư đi đầu tiên phong, thì chúng ta phải gọi là thế nào nhỉ, tạo ra lực sóng. Nếu như với những thị trường ví dụ như là Đồ Sơn hay là Dương Kinh mà nó không có nhu cầu về tiêu dùng, về ở, thì phải biết rằng có sóng hay không, và chúng ta đang ở điểm nào của con sóng thì chúng ta đầu tư nó sẽ ok hơn. Đấy thì đấy là với những cái người mà có một bất động sản, tức là chỉ có một lựa chọn là hoặc Đồ Sơn hoặc là Dương Kinh hoặc là An Dương, thì sẽ phải suy nghĩ về cái việc đấy. Còn với những người mà người ta có cái điều kiện ấy, thì nội thành người ta cũng có, An Dương cũng có, rồi Dương Kinh cũng có, Đồ Sơn cũng có, tức là người ta bỏ trứng mỗi nơi một ít, mỗi giỏ một ít, thì cái đấy là rất là an toàn. Và thậm chí là còn những cái bất động sản khác, ví dụ như là bất động sản khai thác dòng tiền của họ ở trong nội thành thì sao, và mình không thể theo được những cái người như vậy, mình không thể theo được họ. Bởi vì là sao? Bởi vì là ví dụ một cái bất động sản ở Đồ Sơn, trong trường hợp mà không bán được, họ có thể để vài năm, nhưng anh chị các bạn có để được vài năm hay không? Nếu như chị các bạn đi vay tiền, anh chị các bạn có để được vài năm hay không? Thế thì chúng ta phải mua cái bất động sản nào mà nó sát với những cái nơi mà nó có giá trị thực. Tức là trong trường hợp mà không bán được cho nhà đầu tư khác thì mình cũng bán được cho người tiêu dùng, kiểu như vậy. Nếu như mà chúng ta chỉ có cơ hội lựa chọn một thôi. Và lúc này thì có lẽ sẽ có người hỏi là thế thì lựa chọn Đồ Sơn, Dương Kinh hay là An Dương, thì nó còn phụ thuộc thứ nhất vào tầm tiền của anh chị, thứ hai là nhu cầu về lợi nhuận của anh chị là bao nhiêu và thời gian là bao lâu. Ví dụ như là An Dương thì Dương nghĩ rằng nó sẽ gắn với cái giá trị sử dụng thực. Giá của An Dương bây giờ có thể cao, nhưng
mà nó sẽ gắn với những cái giá trị thực, tức là chúng ta có thể thanh khoản dễ bởi vì là xung quanh đó nó có nhiều người ở, có nhiều người có nhu cầu. Có điều là giá bây giờ là nó cao và chúng ta nếu cần thì chúng ta bán thấp đi một chút là có thể thanh khoản được. Còn ví dụ những cái nơi mà nó xa, nó không có giá trị, nó chưa, không phải là không mà nó chưa có giá trị thực ấy, thì đôi khi ấy, là khi mà cá mập họ bỏ đi rồi ấy, thì chúng ta có muốn bán rẻ cũng không ai mua. Đấy là một cái sự thực mà phải cân nhắc. Ok, video hôm nay thì cũng không biết là có chuẩn theo cái kịch bản ban đầu và không biết là có sót ý nào hay không. Nếu mà sót ý thì có thể là Dương sẽ làm lại một cái video thứ hai để mà chia sẻ với anh chị và các bạn. Quan trọng là anh chị và bạn hãy để lại cái suy nghĩ của anh chị, cái gọi là cái ý kiến của anh chị để mà chúng ta cùng trao đổi với nhau và cùng hy vọng là có thể tìm kiếm được một cái sản phẩm bất động sản hoặc là để ở hoặc là để đầu tư cho anh chị và các bạn thật là hợp lý, vừa vặn với cái túi tiền và nhu cầu của anh chị. Trước khi tạm biệt anh chị thì Dương hy vọng rằng anh chị và các bạn ấn vào nút like, sau đấy thì đăng ký và chọn hình quả chuông để theo dõi các video tiếp theo của Nhà Đẹp Đăng Dương. Nhà Đẹp Đăng Dương thì hiện tại bây giờ đã được gần 7.300 anh chị đăng ký rồi, chỉ còn 2.700 anh chị nữa là sẽ đạt 10.000 lượt đăng ký. 10.000 lượt đăng ký đồng nghĩa với việc là có 10.000 người quan tâm đến bất động sản ở Hải Phòng, quan tâm đến nhà, đến đất ở Hải Phòng, và sẽ có 10.000 cái cơ hội, 10.000 cái cơ hội cho anh chị và các bạn nếu như chị bạn cần mua hoặc bán. Nhớ nhá, đăng ký nhá. Bây giờ thì xin chào.